ứng dụng My Viettel. Các khách hàng của nhà mạng Viettel có lẽ đã không còn xa lạ với ứng dụng My Viettel dùng để đăng ký thông tin cá nhân trước đây. Hiện tại, My Viettel đã có thể hỗ trợ khách hàng cập nhật danh bạ từ 11 số sang 10 số. Khách hàng chỉ cần click vào dòng chuyển đổi danh bạ 11 số về 10 số bên dưới. Ứng dụng MyVNPT. Ở ứng dụng VNPT cũng tương tự như My Viettel, chỉ cần click vào dòng chữ đổi đầu số di động bên dưới góc phải. My VNPT có thêm tính năng backup dữ liệu để người dùng lưu dữ liệu của mình vào một cơ sở lưu trữ khác. Ứng dụng Zalo. Đây là ứng dụng được dùng nhiều nhất để chuyển đầu số nhờ cách sử dụng rất đơn giản. Sau khi click vào một danh bạ, người dùng sẽ thấy thêm tùy chọn chuyển đầu 11 thành 10 số. Ứng dụng chuyên chuyển đổi. Gần đây các ứng dụng chuyên chuyển đổi danh bạ liên tục xuất hiện. Người dùng có thể dễ dàng download trên App Store hoặc Google Play. Ứng dụng này có thể cho phép người dùng chọn số điện thoại theo từng nhà mạng để thao tác chuyển đổi. Ngoài ra, một số ứng dụng còn cho phép khôi phục lại phần danh bạ đã chuyển đổi. Tuy nhiên, khi sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, quý khán giả mua gì ở đâu cũng nên lưu ý về mức độ bảo mật cũng như thông tin cá nhân. Bởi khi thực hiện quét danh bạ, ứng dụng này hoàn toàn được phép truy cập vào các dữ liệu trên thiết bị của người dùng.